Rồi, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu một figure mới của mình, đó là Samurai Naomasa của hãng Kumado. Rồi đây các bạn nhìn nha, tên đây Naomasa. Rồi thì mình xin phép mình mở hộp luôn ha. Mình cắt sẵn cái băng keo cho đỡ mất thời gian rồi. Ok. Đây là bản Deluxe nha, là sẽ gồm hai hộp. Đây mình sẽ mở từng hộp nha. Rồi mình cũng phép mình cắt cái hộp xuống dưới. Hộp đầu tiên ha. Đây, nó sẽ gồm trong nó sẽ gồm hai hộp như vậy. Rồi. Hộp đầu tiên ha, là gồm có đây mình xin mở luôn. Đây, đầu tiên là cái phông nền. Hình khá là đẹp ha. Rồi, tiếp đến là một cái hình. Đây, hình Samurai Naomasa. Thật sự là cũng không rành hết các Samurai, nên là mình làm cái clip inbox thôi, để mở ra xem có cái gì ở trong. Rồi, đây là cái biển chỉ dẫn để mặc đồ. Rồi. Một lớp nữa. Rồi, đen. Giờ sẽ đến Samurai. Đây, mình tháo cái này luôn. Đây, trong này cái mặt ông Naomasa. Cái head này, theo mình thấy so với mấy bản trước thì cái mặt cái ông này nó làm đẹp hơn đó các bạn. Mình thấy có vẻ như vậy, thấy đẹp hơn rồi. Đây. Yeah. Mình tháo ni lông luôn. Một hồi nữa mình sẽ cho mặt giáp, mặt nón hoàn chỉnh vô. Đây. Rồi mình chụp tấm hình rồi mình sẽ quay một cái clip khác cho các bạn xem. Rồi, bỏ cái thùng ra luôn ha. Thùng này nó giữ lại cho áo giáp nó đỡ sọc sạch. Đây. So với các bản trước thì mình thấy nè, cái áo nè, cái vải nè, nó cũng cải thiện hơn rồi. Vải cũng cải thiện hơn rồi các bạn ạ. Đây. Rồi. Xong phần này ha. Rồi, tới trong một cái hộp này thì nó có 6 cái bàn tay. 6 cái bàn tay để cho mình có thể mình spo nhiều cái dáng, mình thay đổi, mình chụp hình này nọ đó. Rồi, đến cái phần này. Cái này cũng là cái mình thích nhất. Đây. Cái nón. À nha. Nón này cái sừng nó hơi dài xíu. Đây. Nón bằng kim loại nha các bạn. Còn hai cái sừng này thì bằng nhựa, không phải bằng kim loại. Và nghĩ là cái sừng bằng nhựa là đúng rồi. Chứ kim loại chắc nó cũng nặng quá, cái con Samurai nó đứng không nổi luôn á. Rồi. Còn cái này là cái gì đây? Tới cái này. Ờ, cái này là cái mặt nạ. Ở những cái bản trước, những cái Samurai khác thì cái mặt nạ nó che kín mặt luôn. Còn cái này nó chỉ che chỗ phần cằm thôi các bạn. Đây. Bằng kim loại luôn nha. Rồi, tới cái này. Ở đây. Mình bóc luôn. Cái này là cái gì đây? À, cái này là cái miếng giáp ở ngay trước ngực. Đây mình tháo nó luôn. Này còn mới chưa tháo gì hết, nó thì giờ xíu. Đây các bạn à. Đây. Một hồi nữa mình sẽ cột dây lên cho các bạn xem một bộ hoàn chỉnh luôn ha. Bằng kim loại luôn.
khá là thích ha. Rồi ở trong này nó còn một cái nữa là cái búi tóc. Cái búi tóc để các bạn gắn lên cái chỗ cái đầu của samurai lúc mà không đổi nó á. Mình tháo nó luôn. Nó như vậy nè. Đấy, gắn sau đây. Đây. Rồi, mình xin phép mình dỡ cái lớp thứ hai ra luôn. Cái hộp này có hai lớp nha. Rồi, trong này hồi đẹp quá. Hai cây katana. Rồi, chất liệu thì vỏ kiếm thì bằng nhựa đó. Mài kiếm nè, kim loại nha các bạn. Khá là đẹp ha. Rồi cái này là cái gì đây? Cái này là cái chân đế. Mình cắm lên, mình chân. Cái này thì chắc không xa lạ gì đâu. Thế tiếp theo là cái thương. Ồ, cái thương này khá là đẹp đấy. Đây, cái thương này, cái cán là bằng mũ. Cái lưỡi chỗ này, cái đầu này là bằng kim loại nha. Mà mình nghĩ là cái cán là bằng mũ là cũng hợp lý rồi. Bởi vì là cái bởi vì sao ta? Bởi những bản trước thì nó là kim loại, kim loại thì cái con fit nó sẽ không cầm không nổi, cái tay nó bị sụi đơ xuống. Nên bản này chắc nó xem xét nó cải thiện lại rồi. Thì nó bằng 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 mũ ha. Rồi. Ok. Cất qua, mình qua cái hộp thứ hai ha. Một chút nữa mình sẽ mặc bộ giáp cho con samurai này hoàn chỉnh. Rồi mình sẽ quay lại một lần nữa. Rồi, mình tạm thời mình bỏ cái hộp này xuống dưới nha. Rồi, tới cái hộp này là cái gì đây? Cái hộp này, đây cũng là một, ngoài mở ra là một bức hình phong nè. Cái hộp này á là nó dùng để giống như là cái bàn để mình bày ra cái chỗ ngồi của mấy ông tướng á. Đây trong này thì có cái gì? Có cái hộp. Hộp này làm màu đen cũng đẹp đấy nè. Mở ra được nha các bạn. Rồi, trong không có gì hết. Cái này cái đế để gắn cái cờ. Rồi, cái này cái đế. Đây. Thế để cho để cây thương. Còn này là cái gì? Cái này là cái chỗ để mình, ví dụ mình không muốn mặc giáp cho con samurai thì mình để bộ giáp lên đây mình chưng. Đây. Đây, còn một cái nữa là cái cờ. Cái cờ của nhà nó mà xa. Cái nữa là cái áo, áo khoác. Áo khoác thì cái bản này nó làm khá là đẹp so với hai cái bản trước. Cái bản trước là một samurai xanh và samurai đỏ là Sanada và Masamune. Thì là cái áo nó nhìn nó thường lắm các bạn. Còn cái đợt này cái áo khoác thì nó làm nè, vải nó dày, màu cũng đẹp nữa. Đây. Thằng này nó làm cái nút cài luôn cho mình tiện, mình khỏi khỏi phải cột dây gì đó. Đây là cái nút cài nè. Rồi, cài 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 vô thôi. Hay nữa cái quạt ba tiêu. Cái này khá là đẹp ha. Bằng nhựa thôi. Này mình khỏi mở ra chi cho mất công ha.
Rồi một cái nữa là cái giá để kiếm. Giá để kiếm. Cái bảng này thì nó không có làm cái hình gì ở cái mặt này hết á, hai mặt này hết. Cái bảng khác thì nó có cái hình. Hai cái hình ở đây. Okay. Rồi, cái hộp này thì nó chỉ có một lớp vậy thôi, không có hai lớp. Thôi mình xin phép mình bỏ qua luôn ha, không có mở lên nữa. Rồi, thì chút xíu nữa mình sẽ xếp cái bộ samurai này lên. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem hình dung nó như thế nào ha. Rồi. Rồi mình đã trở lại ha các bạn. Rồi. Mình đã xếp lên, xếp sơ sơ lên rồi. Đây. Đây, mình đã bỏ cái kiếm lên giá để kiếm rồi. Mình sẽ cho ông này cũng ngồi. Khá là đẹp ha. Bộ này mình thấy khá là ưng ý. Rồi, kết thúc video ha. Các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng cách là bấm subscribe ở dưới thôi ha. Cảm ơn các bạn đã xem ha. Rồi, một vài bữa nữa mình sẽ làm inbox một vài con figure mới của mình nữa ha. Rồi, bye bye các bạn.